làm cái gì mà vào phòng con trai mà tỉnh bơ vậy? Mày làm như mày là gái mới lớn không bằng á. Bộ tao với mày xa lạ nhau lắm chứ. Mà mày hả? Có đâu nhỉ? Tao bảo không có. Ít nhất em trai của chị cũng còn hai con ốc chứ bộ. Thì ghê. Nè, đừng có dìm hàng em trai của chị nha. Dù gì em trai của chị cũng là hot boy số 1 trong trường. Bao nhiêu cô gái thèm khác mà không được nha. Nuốt lại. Chắc mấy con đó bị mù hết trơn rồi đó. Mà hả, sao giờ này mày ngoan quá vậy? Toàn ở nhà hoài luôn á. Thì có ngoan cái gì đâu. Hết tiền thì ở nhà thôi. Tại vì câu lạc bộ đang trong giai đoạn khó khăn mà. Vậy mày có muốn kiếm tiền không? Thiệt ai mà chẳng muốn. Nhưng mà làm sao có mới được. Ê ê ê, đừng nói với em mà làm cái chuyện đó nha. Em trai của chị sẽ không bao giờ làm những chuyện đó. Em trai của chị bán nghệ thôi chứ không bán thân nha. Trời trời, mày bị điên hả Lâm, mày bị ảo tưởng hả Lâm? Làm gì ảo tưởng? Trời trời, muốn kiếm tiền đúng không? Ờ. Thay đồ đi đây với tao một lát. Đi đâu? Thì đi rồi biết, nhanh nhanh, chờ 5 phút, nhanh 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 nhanh. Ok ok, 5 phút phải không? Rồi. Wow, không ngờ ông này kiên nhẫn tới vậy luôn á. Ừ, Thảo. Ừ, tại do Thảo nói Thảo sẽ tới cho nên Khôi đợi. Ủa, còn bạn này là... Giới thiệu với Khôi, đây là bạn trai của Thảo. Con gái ra đường giờ này á là phải dẫn bạn trai đi theo chứ. Đúng không, oppa? Phải không? Phải không? Ờ, đúng rồi. Vậy Khôi cứ tưởng Thảo chưa có bồ. Đó là do Khôi nghĩ thôi. Còn đây, đây, đây mới là sự thật. Vậy tại sao Thảo còn đồng ý hẹn Khôi ra đây vậy? Tại Khôi đó, cứ suốt ngày nhắn tin cho Thảo hoài à. Phiền chết đi được. Cho nên hôm nay Thảo dẫn bạn trai ra đây để nói với Khôi một điều, đó chính là Thảo đã có bạn trai rồi. Khôi rất tốt nhưng mà Thảo rất tiếc. Khôi biết rồi. Vậy nha, bye bye Khôi. Mình đi thôi, oppa. Đi thôi, oppa.